đóng loa 3 lần tiếng thôi nhá. Sử dụng một bát 40 từ 220 côn trăm. Đặc biệt sử dụng kép chung kẹt. Phòng từ 4556 vuông quá ok luôn, đẳng cấp 4 6 4 0 3. Các bác đeo tai phone vào để nghe tiếng bạt đánh răng tiếp. Bầu 6403, dòng loa sử dụng một bát 40 từ 220 côn trăm, đặc biệt sử dụng một chung và một tép kèn, loa 3 tiếng. Tiếng của nó thì cực kỳ mạnh mẽ luôn. Với cặp này thì các bác có thể sử dụng phòng từ 45 đến 6 vuông. Quá đẳng cấp luôn. Các bạn nào quan tâm thì alo cho bên em qua số máy 033 906 2184 các bác nhá.